đấy gọi là gà không lối thoát. Chơi một mình, tôi có thể thắng bất cứ được trận đấu nào ở cái rank này anh em nhá. Duy Còn và Quát Quỳnh chính thức đường 2 lấy đi. Con mẹ mày chơi mấy ngày hôm nay, cả trưa cả tối cả đêm không nghỉ ngày nào, nó vẫn vào nó đầy đọa mình được. Thật con người. Chắc thằng này nó, chắc cái thằng Quỳnh này nó nghĩ là nó tài sao ấy nhở. Nó nghĩ là con TF rừng của nó mạnh à? Tôi chịu rồi ông Quỳnh ơi, tôi mất thời gian với ông quá. Má mày một buổi tối chưa được mấy trận, ông toàn đánh vớ đánh vẩn, nó thôi chịu rồi. Ông đi đường ông, tôi đi đường tôi. Ví dụ bảo tôi là tròn, hay là tôi bán này kia, thì anh em có thể hàn gắn, có thể hàn gắn. Nhưng mà đây, An Doan Nghĩa tương đương tuổi hết. An Doan Nghĩa tuyệt. Anh Di ơi, em đang phân tích cho tất cả anh em viewer thấy. Thật sự nó không đáng. Anh ao đi. Anh ao luôn đi. Anh em mình đợi nhau 5 phút anh em mình giải quyết. Đéo, ta đéo có thời gian cho mày nữa đâu. Một game thua bằng anh em Ca Roi Huyền. Không một buổi tối nào ông không vầy tôi ít nhất là một trận như thế. Có quá nhiều sự lựa chọn trong một cái game này. Có hàng tỷ con rừng, nhưng mà phải là TF rừng. Tại sao phải gọi canh ngố đó? Anh cần đấy. Anh em ghé stream canh ngố, gọi canh ngố giúp tôi với. Bảo là anh Duy ấy rồi. Anh Duy đang thở máy rồi. Anh em ghi rõ nhá. Anh Duy Còm đang thở bằng máy rồi. Không còn nhiều thời gian đâu. Đùa vẫn không ăn. Mất e nó vẫn ở trong đấy. Trời ơi má, vẫn không ngăn. Khó e lắm. Khó bất e đấy. Xì ba. Gần như là end game. Đéo
cháu cho mày nhặt đấy. Này vào đấy. Sao lại không chạy thẳng? Ai dạy mày chạy ngoắc ngoắc sang phải đấy? Linh tinh ấy. Đấy gọi là gà không lối thoát. Có à? Bắt습니다. Quỳnh vẫn đang khóc phải anh em nhắn với thằng Quỳnh một câu cho tôi nhá. Chưa tài đâu. Lần này tôi phải cho thằng Quỳnh một bài học đấy anh em ạ. Bây giờ nó vẫn, nó đang có cái suy nghĩ là trình độ của nó ngang tôi rồi. Tôi giờ là không ăn thua với nó rồi. Nên là nó nói nó không nghe rồi. Anh em nhắn nó một câu thôi, chưa tài đâu. Nhá. Một năm trước, chưa quen anh Duy. Lục Bảo, 1000 game đấy. Chơi một mình tôi có thể thắng bất cứ được trận đấu nào ở cái rank này anh em nhá. Honor gốc Việt. Honor gốc Việt chính thức chia tay Quát Quỳnh. Chua tai huyền rau. Duy Còn và Quát Quỳnh chính thức đường hai lấy đi. Rất ok. Bạn muốn không? LB. Mid bên kia được gánh sướng thế, tôi cũng muốn. Có nhiều người muốn như bạn lắm đấy LB ạ, tôi nói thật. Nhưng mà người ta không trân trọng. Lúc đầu người ta đon đả thôi. Chưa tài đâu. Xem đánh xem có ly xin nghiền luôn mà. Ôi gốc Việt. Chính thức chia tay Quát Quỳnh. Thèm rõ rãi. Chưa tay huyền sau. Nhìn thèm rõ rãi. Úi trời ơi. Nếu mà để bích tướng nhá
thì game đấy anh Di cũng lên phòng trên đi cay ơi, ngồi lên đầu lên cổ đi. Mẹ rô nhá, tiền trao là spell book, anh em cứ vào là em nghe vào. Đừng có sang, cứ chơi đi, tập trung đi. Ừ. Tập trung đi. Thì tôi vẫn tập trung đi, sao mà chi? Tôi vẫn tập trung, ờ, sao? Đập bàn đập ghế làm gì? Cứ chơi đi, tập trung đi. Tập trung đi. Hôm nay để tôi xem, tôi ngồi, tôi bới lá. Bới lá tìm sâu. Bới lá tìm sâu. Quậy đứt mẹ 260 view luôn mà. Bới lá tìm sâu. Chắc là nhìn anh Vi múa con Lee Sin thèm rõ rãi ra ấy. Cả đời không bao giờ múa được con Lee Sin đến mức vậy. Thật.